Em mời các bác cùng cảm nhận về mẫu xe này nhá. Xe còn rất mới luôn. Mới quá các bác ạ. Đây. Xe rất là mới nhá. Rất là mới so với đời. Rồi các bác cùng xem. Đời thì không cao đâu ạ. Nhưng mà xe thì các bác cứ nhìn qua đi. Nhìn qua đi nhá. Zin đét luôn các bác nhá. Zin đét luôn. Máy số zin này. Keo chỉ zin này. Đấy. Xe là hoàn toàn là không có lỗi các bác nhá. Đèn trong vắt này các bác này. Đấy, đèn trong vắt luôn. Như mới đúng không ạ? Chiếc xe được mang tên là Hyundai Sonata. Sản xuất thì năm 2009 nhưng mà đăng ký lần đầu tận năm 2011 luôn các bác ạ. Và nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc về nhá. Nhập khẩu nguyên chiếc. Nhập khẩu cả con luôn từ bên đất nước Hàn Quốc về. Đây. Rất mới này. Ở dưới là đèn bi nhá, còn trên đây là viền, này là viền nét này. Biển 14 tên tư nhân. Và gốc là gốc thành phố. Mình mua về Hà Nội, mua về Sài Gòn. Không mất 20 triệu tiền biển các bác nhá. Dòng xe Hyundai Sonata ngày xưa rất là nhiều tiền đây. Mà bây giờ thì giá là chưa tới 300 triệu. Còn lâu mới tới 300 triệu luôn các bác nhá. Đăng kiểm còn rất dài. Tận năm 2021 luôn. Với nước sơn zin còn rất là nhiều. Rất là nhiều luôn. Nội thất đến ngoại thất, đến hình thức, đến chất lượng máy móc và mọi thứ của chiếc xe còn rất là đảm bảo nhá. Máy số thì vừa em cũng chia sẻ với các bác rồi là máy số vẫn còn nguyên bản luôn. Chưa động chạm gì đến khu vực máy và số nhá. Đấy, sơn xi đẹp chưa? Một dòng xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc, được xếp vào phân khúc hạng D, một trong những cái phân khúc hạng sang đang có trên thị trường. Đấy, sánh ngang với một số dòng như là Camry đúng không ạ? Long lanh luôn này. Và một dàn lốp của xe này vừa mới thay xong nhá. Lốp xịn, lốp mít, lốp xịn này. Đấy, chủ vừa mới thay xong. Đi được có hơn một tháng thôi. Đấy. Thực ra thì chủ xe này cũng không chủ định bán, cho nên là mới lắp một bộ lốp như này nhá. Vì sau là cần tiền. Đấy, cần tiền vào việc gia đình. Thế là bán lại cho cửa hàng bên em. Đấy, chiếc xe này. Đây, la răng đúc này, phanh ABS này, phanh đĩa này. Long lanh chưa? Đúng không ạ? Toàn xe đẹp thôi các bác ạ, bên em toàn xe đẹp thôi. Các bác đăng ký kênh để được xem tiếp tục những chiếc xe của cửa hàng bên em đăng tải lên các bác nhá. Đằng sau đây thì được thiết kế thêm hai cái màn hình nữa này. Hai màn hình nữa luôn. Chủ này độ rất là nhiều đồ chơi. Rồi thảm sàn 5D này. Thảm sàn 5D. Đây, em sẽ mở tất cả cái phần cánh cửa ra cho các bác. Mình ngắm phần nội thất bên trong nữa nhá. Ngắm nội thất bên trong kỹ và ngắm trước đi. Thân vỏ dòng này thì rất là dày rồi, dày hơn cả Camry nhá. Riêng dòng này thân vỏ dày hơn cả Camry nhá. Đấy, thân vỏ nó chắc chắn lắm, chạy rất là đầm và cực thích luôn. Không bồng bềnh như giống như một số những mẫu xe phân khúc hạng A, hạng B, hạng C đâu ạ. Cái mẫu xe hạng D. Đấy, mẫu xe này mẫu xe hạng D nhá. Máy chỉ có 2.0 thôi. Và mức tiêu thụ nhiên liệu của cái máy 2.0 số sàn này thì nó cũng chưa tới 10 lít trên 100 km đâu các bác nhá. Nó chưa tới đâu ạ. Nội thất rất là dài rộng này, nên khoảng cách các bác ngồi mình để chân thoải mái luôn. Màn này là màn Android này. Và cũng đã lên chìa khóa thông minh Start-Stop rồi các bác nhá. Chìa khóa thông minh này. Đấy, ấn nổ thông minh Start-Stop này. Đấy, có khử mùi rồi, có định vị rồi, các kiểu luôn rồi các bác ạ. Đấy, chân ý nhá. Nội thất da zin nguyên bản từ phần tắp lô cho đến phần tắp ly cánh cửa này. Đây các bác xem này. Đấy, da zin nguyên bản từ phần tắp lô đến phần tắp ly cánh cửa đây. Đấy, đẹp chưa này. Phần này bám nhiều tay được cầm vào nhiều đấy. Và nó còn được đẹp như này là như mới này. Đây, da này là da xịn này. Chỗ này là sơn. Sơn gỗ. Nhìn rất là nổi bật đúng không ạ. Mời các bác xem và cảm nhận thật là chi tiết về cái chiếc xe Sonata này bên em nhá. Đấy, keo chỉ được nguyên hết nhá. Đấy, chỗ này là hơi bẩn này các bác nhá. Chỗ này hơi bẩn này, mình lau đi cái là ok. Keo chỉ của xe này vẫn còn, các bác yên tâm.
sẽ là thật chi tiết trong video này. Đấy, sàn thảm sàn 5D các bác nhá. Phần táp lô đây. Cái áo cái phủ táp lô đấy ạ là của Avante các bác nhá. À, chỗ này bằng chất liệu da này. À, chỗ này rất chất liệu da xịn nhá. À, chất liệu da xịn. Cúp đồ này rất là rộng. Đây là cổng USB nhá, cổng USB. Tất cả những vị trí ở đây cũng đã được sơn gọi là nhìn giống rất là giống đá đúng không ạ? Hệ thống điều hòa của xe thì rất là ok rồi, rất là mát. Mát rất là sâu. Đây. Mình bấm nút này thì hệ thống sẽ được khởi động lên. Tất nhiên thì mình đạp phanh nó mới nổ được nhá. Điều hòa này. Gió rất là to, rất là mát luôn. Đấy. Âm thanh đầu đài các kiểu luôn rồi các bác nhá. Nghe âm thanh rất là chất lượng. Đây, những cái vị trí mình có thể để đồ này. Rất là rộng luôn. Và đây là cốp nhá, cốp 2 tầng nhá. Hai tầng cốp luôn. Một chiếc xe còn độ nguyên bản rất là cao. Đấy, độ nguyên bản của xe còn rất là cao các bác nhá. Đây. Gioăng cửa rồi đến gioăng khung. Mọi chi tiết của xe còn rất là đều. Không phải lúc nào cũng mua được chiếc xe đẹp và còn chất lượng như thế này đâu các bác ạ. Các bác mình đang có cái tập tiền mà trên 200 gần 300 triệu đấy ạ. Thì chiếc xe này rất là xứng đáng cho các bác nhà mình mua này. Chạy vừa sướng, phân khúc hạng D mà lại không tốn xăng đúng không ạ? Đồ đạc phụ tùng thì cực nhiều rồi, cực nhiều và cực rẻ rồi so với cái phân khúc hạng D. Đấy, phía sau này chiếc xe rất là dài rộng nhá, mình ngồi nó cực kỳ thoải mái luôn. Rất là thoải mái khi ngồi phía sau này, cả là phía trước cũng vậy, rất là thoải mái. Màn hình âm thanh, loa súp nghe cực chất luôn. Âm thanh cực đỉnh luôn các bác nhá. Cốp sau thì cũng rất là rộng. Và đèn này là đèn LED nhá. Đèn này, đèn trên, đèn dưới đều là được thiết kế là đèn LED rồi. Đều là đèn LED luôn. Ban đêm đi nghe. Ban đêm đi bật lên đấy thì rất là đẹp. Em mời các bác xem tiếp tục ạ. Trong trong đây là sơn zin nhá, sơn zin rất là bóng này, đấy rất là bóng này, cũng là Solata nhưng mà không phải là lúc nào các bác cũng tìm được một chiếc xe đẹp như thế này đâu, và trên thị trường để mà đẹp như này là cũng không có nhiều đâu các bác nhá. Mình có thể là so sánh và có thể tìm hiểu và cảm nhận để xem một số những chiếc xe đang có trên thị trường khác nữa. Xem trên video là một mình cũng chỉ biết sơ sơ thôi, nhưng mà mình phải đến xem xe trực tiếp các bác ạ. Đấy. Còn không thì sẽ phải quay kỹ như em như thế này đúng không ạ? Đấy, các bác thấy này, em quay LED từng chi tiết một luôn. Điện thoại đã LED rồi, quay lại kỹ nữa thì các bác nhìn như là một một luôn rồi đúng không ạ? Có điều là mình không được chạy thử thôi. Đấy. Sàn này. Cái vô lăng này, vô lăng không mòn đâu nhá. Đây. Các bác thấy này, vô lăng không mòn này, gai nó nổi lên rất là cao này, gai nhựa nổi lên rất là cao này. Đấy. Nếu mà mòn là sẽ đi nhiều đấy ạ. Đấy, nút này là mình điều chỉnh cái vô lăng lên xuống nhá. Có gối đầu luôn này này. Đẹp chưa? Những cái phần gioăng cửa này. Đấy, gioăng cửa này. Dòng này thiết kế đồ đạc của nó ra rất là bền. Dòng Hyundai bình thường, những cái dòng phân khúc hạng A, hạng B, hạng C nó đã tốt rồi đúng không ạ? Mà đây nó là lại hạng D luôn, hạng cao cấp của dòng Hyundai luôn. Dòng này được cộng đồng đánh giá rất là cao về chất lượng đây.
Bác nào mà đã từng đi dòng này thì các bác chắc chắn điều rằng là mình cảm nhận sẽ được tốt nhất, không hơn ai hết đúng không ạ? Tốt nhất hơn ai hết luôn đối với dòng này. Năm trước bên em bán cái dòng này vẫn trên 300 triệu đấy các bác ạ. Nó chỉ đúng một chòm năm trước em bán là trên 300 triệu. Như cái dòng như này, đẹp như này mà trước như này toàn bán trên 300 thôi. Nhưng mà năm nay thì cũng rẻ hơn rất là nhiều rồi. Chiếc xe hoàn toàn rất là chất. Tất nhiên thì những mẫu xe chất như thế này thì bao giờ giá nó cũng sẽ cao hơn một chút so với bình thường các bác nhá. Tất nhiên thì nó cũng ở cao mức độ vừa phải thôi. Đấy. Vừa phải mà các bác mua nó phù hợp phải chăng, chứ không cao hơn nhiều. Tất nhiên cao hơn nhiều thì các bác sẽ lựa chọn xe khác hoặc là một cái mẫu khác đúng không ạ? Cửa đóng này đấy, rất là nhẹ. Đây các bác thấy đây, em quay phần bên ngoài nhá, bây giờ bắt đầu quay phần bên ngoài nhá. Đây các bác thấy đây, phần này là zin hết này. Đấy, zin hết nhá, chưa làm lại đâu. Đấy, những cái nẹp ở chân kính này, thân vỏ led căng luôn này. Các bác nếu mình đặt niềm tin vào cửa hàng bên em thì có thể là mình đặt cọc và có thể là mình biến xem xe trực tiếp các bác nhá. Còn đây là phía sau của xe này, có mắt cảm biến này, có camera lùi này, logo biểu tượng các thứ này. Đấy. Còn bên ngoài nhá. Rồi bây giờ em sẽ đóng cửa lại và gửi tới các bác xem phần bên đây. Phần gầm phần máy nữa là xong đúng không ạ? Xong về cái chiếc xe Sulata này. Chiếc xe phải nói là chất lượng không có nhiều tại Việt Nam. Và chất lượng như thế nào thì mình có quyền so sánh nhá. Mình có quyền so sánh những chiếc xe khác đang có. Đây các bác xem này. Mắt đèn pha của nó này trong vắt luôn đúng không ạ? Và được thiết kế rất là nhiều đèn led nằm ở trong. Và đèn bi nữa. Đấy. 4 bi luôn nhá. Đây, 1 bi này, 2 bi này. Đấy. Và bên kia cũng vậy. Đấy, tất cả tổng là 6 bi luôn. Mỗi bên 3 bi. Và là đèn bi đấy ạ. Này, sơn zin của xe này, đẹp chưa? Em khẳng định là cực kỳ là hiếm có trên thị trường với cái chất của chiếc xe này. Cực kỳ là hiếm nhá. Không quên bao giờ nó có nhiều những chiếc xe đẹp như này đâu. Bộ lốp là trên 10 triệu rồi đúng không ạ? Đa răng đúc của xe là không xúc sẹo gì cả. Gương kính chỉnh điện hết rồi. Bị chìa khóa thông minh rồi đúng không ạ? Kính được bọc dán rồi, đăng kiểm dài rồi, được rất là nhiều thứ luôn. Với cái phần đồ chơi của chiếc xe này đấy ạ, lên đến cả vài chục triệu luôn các bác nhá. Riêng với phần đồ chơi đấy, tất cả đồ chơi trong đó thì mình tính cả lốp luôn, lốp đã trên 10 triệu rồi đúng không ạ? Lốp xịn luôn rồi. Đây các bác cùng xem này, rất là bóng mượt sạch sẽ này. Mua về các bác yên tâm sử dụng nhá, không phải suy nghĩ lo lắng gì về chất lượng của cái chiếc xe này. Nếu mình hiểu về xe thì có thể đến xem xe trực tiếp, còn không hiểu về xe mình có thể là dẫn thợ đến xem để cảm nhận về xe nhá. Đấy, bây giờ đến phần gầm đi rồi. Đấy, phần gầm đây rồi nhá. Đây gầm đây. Gầm rất đẹp luôn. Bây giờ là đến phần máy nhá. Các bác xem phần máy nhá. Một chiếc xe chất lượng cao và giá tiền thì rất là phải chăng, hợp lý. Nhiều người bảo ô tô cũ thì chỉ no là nó vấn đề lọ vấn đề kia thôi đúng không ạ? Đấy. Nhưng bác nào về hiểu về xe thì ô tô cũ nhưng mình cứ mua được chiếc xe đẹp, chiếc xe chất là cứ thế yên tâm sử dụng thôi, không phải lo lắng suy nghĩ gì cả. Đấy, và đây là phần động cơ khoang máy này. Máy 2.0 sử dụng 4 xi lanh 4 máy các bác nhá. Đây, từ cái phần nhựa trên đầu xe này cho đến vào trong cái phần khoang máy này. Đấy, rất là khô sạch sẽ, khô ráo sạch sẽ. Không một giọt dầu nào nhá, máy lổ cực chất. Có thằng lổ tiếng máy lên cho các bác nghe luôn này.
nổ rồi các bác nhá. Máy nổ rồi. Đấy, cốp điện này, xăng được mở bằng điện này. Đây mở đây. Mở bằng điện nhá. Máy đã nổ lên rồi và bây giờ mời các bác cùng nghe. Cùng nghe tiếng máy nổ này. Máy chất chưa? Đó. Nói chung là mình không phải bàn về chất máy của chiếc xe này nhá, không bàn về chất máy đâu ạ. Riêng máy của chiếc xe này máy số, còn riêng nguyên thì không bàn nhá. Tất cả mọi thứ là không bàn, chỉ bàn về giá thôi. Và cái giá em đưa ra vẫn có bớt thêm, vẫn có thương lượng thêm. Cho nên là mình hãy alo trực tiếp cho bên em theo hai số là 093 8586307 và 0389 000 555. Địa chỉ xem xe mình tới 166 Hồng Châu, thành phố Hải Dương cho bên em nhá. Rất nhiều xe cho các bác lựa chọn, trên 100 đầu xe các loại để các bác mình lựa chọn nhá. Và các bác hãy đến trực tiếp tại địa chỉ cửa hàng em nhá. Chứ đôi khi mình bảo đánh xe đến với lại các thứ thì có thể là một số nơi khác người ta lợi dụng cái uy tín, lợi dụng cửa hàng bên em mà người ta đưa cho các bác một số những cái xe mà không phải, không đúng với lại xe của bên em. Đấy. Tại vì bây giờ là rất là nhiều kênh giả mạo được lập lên, tạo lên. Đấy. Nhiều người là cóp hẳn video của em luôn, nhiều người lấy hình, nhiều người cóp hẳn video của em và đăng lên trên kênh của họ. Đấy. Xong là các bác mình gọi cho họ thì lúc đấy là nó cũng... Tất nhiên thì số điện thoại thì nhiều khi là mình cứ phải lấy hai số điện thoại chính nhá. Hai số điện thoại là vừa em vẫn thường đọc đấy ạ. Phải là hai số điện thoại đó mới là đúng. Chứ còn đôi khi mình gọi số khác là không đúng đâu ạ. Các bác nhá. Đấy, em cũng chương trình quên các bác là như vậy. Vâng, chiếc xe này em cũng đã giới thiệu và quay xong để cho các bác mình biết về xe rồi. Mình quan tâm alo sớm, liên hệ sớm để được chốt chiếc xe. Và chiếc xe này thuộc về ai? Tất nhiên thì sẽ thuộc về nhiều người nhanh tay thôi, đúng không ạ? Nhiều người bảo là tại sao bán nhanh thế, đúng không ạ? Nhưng mà các bác mình điện hơi chậm thôi chứ không phải bên em bán nhanh. Vâng, ok, em xin cảm ơn và xin được gặp lại các bác vào những chương trình, những cái video lần sau. Các bác nha.